Câu hỏi nè, vậy điều hòa không khí có khả năng kháng khuẩn trong không khí hay không? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Dạ, kính thưa quý các bạn, thời tiết ở Việt Nam chúng ta đang rất là nóng bức nha mọi người. Ồ, nha. Nóng quá. À, nóng quá. Ai, mùa hè này ôi nóng thân bực bội khi nắng xuyên qua người. Dù cho có áo chống nắng nhưng vi khuẩn vẫn xuyên qua làn da. Nắng lên đến 40 độ, một mùi như cá kho tộ bay ra từ trong áo em. Dạ, có khi là vi khuẩn. Đúng rồi, vi khuẩn nhiều khi nó ở trong người mình. Nó quá nóng đi, nhiều khi nó bị ngứa. Nó rất là ngứa luôn. Nhưng mà chúng ta vô máy lạnh một cái thì thật sự đỡ ngứa hơn. Bởi sao? Nó sẽ kháng khuẩn trong đó. Ví dụ nói diệt khuẩn là sai nha quý vị nha. Ví dụ cái khẩu trang bây giờ nhiêu tiền? Khẩu trang về mua tiệm thuốc tây 40 mấy ngàn. Nó còn cái lớp nano mà để kháng khuẩn. Đúng không hai ơi? Rẻ tiền như vậy mà nó còn kháng khuẩn. Còn những cái điều hòa mà tao đây xịn sò như thế này mà của nhà hàng Asanjo, của nhà hàng quá lớn đi, cho nên cái thành phần kháng khuẩn là chắc chắn phải có ở trong đây, bởi vì nó sẽ có cái màng, gọi là cái màng kháng khuẩn. Đây mình mở ra đây, mọi người nhìn thẳng nha, máy zoom vô giùm cho em. Ở trong đây nó sẽ có một miếng gạc li ti, và khi mà vi khuẩn bay vô lập tức dội ra, nó kháng liền vô dội. Ôi chứ không có giữ lại à? Không, dội luôn. Nó giết chết vi khuẩn luôn. Ủa vậy là diệt khuẩn rồi anh? Không, nó làm con vi khuẩn ngất xỉu thôi. ngất xỉu lắm, vi khuẩn tỉnh dậy. Nó chỉ làm con là thôi. Kháng khuẩn được nha. Corona chống luôn không anh? Chống luôn em. Chống luôn. Nhưng mà câu này em phải tin anh, bởi vì đây là nhà tài trợ à. Nha, anh không nào nói tầm bậy tầm bạ được, đúng không? Nếu nói tầm bậy tầm bạ thì thử hỏi những số sau của anh không à. Chắc chắn là không rồi. Nên câu này phải tin anh. Kháng khuẩn nha. Hai đứa có nói gì không à? Harry thì chỉ muốn gửi lời một chút xíu thôi. Nếu như mà mình ăn món ăn mà ăn giữa chừng xong rồi thì mình muốn cất mà bỏ ở ngoài thì nó bị sao? Oxy hóa và bị hư đúng không? Rùi bui kiến đậu. Đúng rồi, thì mình để chỗ nào phải an toàn nhất, đó là ở đâu? Két sắt. À, không có, đó lộn tiền. Phải để đâu? Tủ lạnh. Đúng rồi, để tủ đông. Nó lạnh, nó khò lên. Khò, kháng khuẩn, khủng khiếp. Xin mời đọc bên đó ạ. C. Thì bên mình xin trả lời là điều hòa không thể kháng khuẩn. Đó, có nghĩa là câu trả lời của mình là không. Bởi vì sao? Bởi vì rất dễ hiểu thôi. Tại sao người ta lại gọi là điều hòa nhiệt độ mà người ta lại kháng được khuẩn? Thì gọi sự là điều hòa nhiệt độ kháng khuẩn. Mỗi một sự vật hiện tượng trên cuộc đời này chỉ mang một vai trò của chính bản thân nó thôi, khiêm bất cứ công việc của ai nữa cả. Nếu mà cái điều hòa mà kháng được khuẩn, vậy thì nước rửa tay sẽ điều được hòa. Cái thứ hai đấy là các loài vi khuẩn ấy, nó thường không sợ lạnh và không sợ điều hòa. Nó chỉ sợ sự ngăn nắp thôi, sự sạch sẽ thôi. Và chúng ta phải nên nhớ rằng là anh Lâm, anh ấy chỉ diễn hài giỏi thôi. Thế là đừng nghe anh nói, mà hãy nghe chúng tôi. Và điều hòa không thể kháng khuẩn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Trời ơi. Chị Harry Won. Điều hòa không khí có khả năng kháng khuẩn là đáp án